Tận hưởng niềm vui chiến thắng chưa bao lâu, bầy cá voi trở lại mặt đất sau thất bại 3-0 trước Viking. Hình ảnh một Ares bất lực cũng nói lên tình trạng của ẩn mật giáo. Cuộc chiến một mất một còn, Team Secret, Team Well. Thua 3 trên 4 trận gần nhất, không còn sự hào nhoáng ở đầu mùa. Thay vào đó là một Secret với rất nhiều bất cập. Thần chiến tranh Ares vẫn làm tốt vai trò của mình ở khu vực đường giữa, cầm trịch tốt ván thi đấu và luôn đi đọc được đối thủ cùng đường. Sức mạnh của Hero vẫn đang là một ẩn số mà chính Secret cũng không kiểm soát được. Taki luôn cố gắng, nhưng Almine vẫn mãi loay hoay khi không được sử dụng vị tướng sở trường Ezreal. Một con Ashe 5-0 áp lực đi đường nhưng lại vô hại trong giao tranh. Sự mờ nhạt và lạc lối của Yusa cũng bị Levi trừng phạt bằng trận thua 3 trắng. Thua cuộc trước Viking nhưng chưa phải là kết thúc cho Team Well. Đối thủ của họ là một Secret đang chìm sâu trong khủng hoảng. Thất bại trong cuộc đấu súng với xạ thủ top 6 MSI, nhưng đối thủ là một tập thể quá mạnh. Artemis vẫn đang thể hiện được khả năng gây sát thương và tầm quan trọng của mình trong giai đoạn sau của ván đấu. Sauda có lẽ là ngôi sao hy vọng của bầy cá voi, khả năng kiểm soát rừng, tác động lên hai cánh và rất ít khi nằm xuống vô tội vạ. Hơn thế nữa, nhà vô địch LCK Challenger không chỉ đang hòa nhập mà còn hòa tan cùng với chiến đội cá voi, mở khóa kỹ năng mới, cầm bàn phím lên, chỉnh đốn tác phong của đường trên mỗi khi tốt của mình only lose. Từ thời còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Archie cho tới thời điểm hiện tại, Secret vẫn nắm rất cao khả năng vào playoff, nhưng dường như đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Nếu chấp nhận thực tại, sẽ rất khó được thành công. Ẩn mật giáo cần một sự bứt phá để chạm tới vinh quang. Em đánh giá Team Đất là một đội tuyển tầm trung và không khá là mạnh. Mặc dù họ đem về những hợp đồng tặng hai người hàng, nhưng mà lối đánh của họ vẫn khá là thụ động và không có nhiều những cái gì mới mẻ. Vậy Team Secret thì em thấy là sau trận đánh vừa rồi thì thấy họ có vẻ đang khá là bối rối. Nên là em thấy là nếu mà gặp Team Secret thì cũng chắc là chiến thắng dễ dàng cho team mình. Cũng không hề khác biệt so với kẻ thù bên kia chiến tuyến. Thành tích của Team Well vẫn luôn đạt loại khá, nhưng khá là không đủ. Chẳng ai nhớ đến kẻ về nhì, vươn lên mặt nước để chạm đến ánh sáng của vinh quang, hay tiếp tục ôn nỗi căm hờn dưới làn nước màu xanh, rồi ca bài ca, mùa sau mình làm lại. Vòng playoff không hề lạ mặt với Secret và Well, nhưng chưa một lần một trong hai được ngồi vào ngai vàng. Hai kẻ săn mồi đều đang bị tổn thương nghiêm trọng và chạm mặt nhau trong thử thách sinh tử. Team Secret hay Team Well? Tấm vé cuối cùng đến với nhà thi đấu Nguyễn Du sẽ gọi tên ai?